Xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và chào tất cả mọi người. Em tên là Thiện, năm nay em 28 tuổi. Thiện em đang làm công việc văn phòng. Em tên là Tú My, năm nay em 23 tuổi và em là cũng làm việc nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau nó kịp tính lắm. Nó lạ lắm chị, không có giống ai trên đời nãy chưa. Như vậy là hai bạn kể đi. Quen từ kiếp trước vậy á. Từ lúc quen tới bây giờ chưa tới 4 tháng nữa mà sắp cưới rồi. Sắp cưới rồi. Hiện từ cái lúc gì? Quen tới lúc ngồi đây bây giờ là dạ, chưa tới 4 tháng. Tụi em tìm hiểu nhau trong vòng 2 ngày sau đó là quen luôn á. Xong một tuần sau là tụi em đi về ra mắt phụ huynh liền luôn. Ủa hai bạn nôn dữ vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mình kể cái lần đầu tiên gặp nhau sao mà một ngày sau là quyết định yêu nhau đâu. Tội nghiệp em lắm chị, em bị ông này ghét mà không biết lý do tại sao luôn. Sao tự nhiên ghét người ta? Thấy là ghét. Thấy là ghét à, ấn tượng đầu tiên thấy là ghét à. Kỳ cục. Rồi cái hôm sau cái là bạn này phải ở dưới tỉnh lên trên Sài Gòn học. Thì buộc là phải ở trong cái khu nhà lưu trú của công ty. Lên thì không chịu ở, đi ra ngoài chơi. Bắt đầu cái bạn mà đi cùng thì lại đồn là con này nó đi chơi tới 2-3 giờ sáng. Xong, coi như là ghét càng thêm ghét nữa. Còn em thì trong lúc đó là em cứ nghe mấy chị trong công ty khen ông này nè, là khen trời ơi tốt lắm nha, cưng người yêu cực kỳ luôn, ngồi em ơi Thiện tốt lắm, hiền lắm. Bắt đầu thế là trong lòng em mê lắm. Nhưng mà lúc đó là em mê chưa... trước. Dạ, nhưng mà lúc đó là em chưa có thấy mặt ông này ngoài đời đâu. Trời ơi. Trời ơi, nghe kể không mà mê chưa thấy mặt. Tại nghe cưng đó chị. Nghe cưng lắm. Xong cái trong công ty có cái báo cáo nội bộ để xem hình á, trên đó có hình có thông tin cá nhân. Ồ hình hả, lung linh tỏa sáng luôn, nhìn đẹp kinh khủng. Cái lúc mà gặp ông này ngoài đời, cái chị kia chỉ anh Thiện nè. Cái em nhìn trước mà em đâu tin đâu, đâu không à. Cái chị đây nè, nó trời ơi lúc đó là vỡ mộng luôn, không còn gì nữa trơn. Ok, vậy trong hình nó ảo hơn hả em? Trời ơi, ảo kinh khủng lắm chị, mà năm ngày xưa cái cà bằng cái gì mà nó đẹp ghê lắm. Ủa hình thẻ mà cũng có cà nữa hả em? Thời huy hoàng của em đã qua. Cái hình đó là hồi lúc mới vô công ty á phải không? Dạ đúng rồi. Trời, có là công ty tổ chức đi du lịch chung. Thì bà này là ngày trước bà cũng là hướng dẫn viên rồi. Nhưng bà đứng ra bà lo tour mọi thứ hết. Đêm hôm đó mọi người là sẽ đi bộ với nhau trên một con đường làng. Mà trời thì rất là tối, thì lại có đom đóm nữa, giống như là trong chuyện tình ngày xưa vậy đó. Lãng mạn lắm. Nì quên qua ai nì dầu. Trời ơi, lãng mạn lắm. Để diễn bây giờ bác kể lại mà bác còn thấy lãng mạn. Đầu cái vô tình bà này đang xách đồ, em mới tới xách phụ thì tay chạm tay. Dụ em đó chị, dụ em đó chị. Vô tình chạm hay cố ý chạm? Cái này là vô tình chạm. Tự nhiên cái giống như kiểu chạm bao lâu? Một lần chạm vào nhau là nhớ nhau cả đời vậy đó. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Điện giật hả? Dạ, chạm vào cảm giác nó thích lắm luôn. Giống như là xét đánh một cái, nhất định là phải cưới cô này làm vợ. Ghê vậy đó hả? Rồi xong rồi đêm đó cái là bà này bà đòi bà về nhà bà. Là đang đi du lịch đòi đi về. Đúng rồi, bà đòi về bà ở với về với lại mẹ, tại vì mẹ có một mình thôi. Thì mình cũng năn nỉ. Thôi mà người đang chơi vui mà, thôi em cố gắng tối nay em ở lại đây đi. Thực ra là mình để muốn mình thấy bà lâu hơn đó. Đòi về không? Không về, dễ gì. Không về mà còn hứa là tối này sẽ qua ngủ chung nữa. Có luôn. Ủa sao tự nhiên chưa quen nhau hôm qua ngủ chung? Phòng tập thể chị. Đã. Phòng tập thể tức là mình chỉ cần vậy thôi là mình đã có thời gian mình thấy nhau rồi. Vui rồi, vui rồi. Rồi tối đó. Sự cố xảy ra liền chị, tối gái gọi. Chứ nói rồi, ông này có bồ rồi còn thả thính tôi. Rồi cái này mất vui nè. Em tiếp đi em. Là lúc đó em thả thính lại chị, em thả cho chừng nào dính rồi thôi, cho bỏ ghét vậy đó. Là 11 giờ đêm là một cái bạn nữ trong cũng là trong văn phòng luôn, cũng làm chung luôn. Thì thường thì hai anh em hay chia sẻ những cái thông tin cá nhân. Ừ, anh em gì mà chia sẻ 11 giờ đêm đúng không chị? Dạ thì bởi em lộn lộn liền. Cho nên là vì chính cuộc gọi hôm đó mà cuộc đời em rẽ ngã sang một hướng khác. Ghen tuông. Bên này ghen. Bữa này là... chưa quen mà lấy gì ghen. Vẫn ghen cũng ghen luôn. Ủa ghen sản gì đó hả? Bạn đó gọi hai cuộc này không bắt máy. Xong cuộc thứ ba là lấy một số điện thoại khác gọi cho số điện thoại của ông này luôn. Xong mà lúc đó là điện thoại đang ghim trong cái loa là nó tự bắt máy luôn. Cái ai cũng nghe hết, tự nhiên nghe bên kia alo, anh ngủ chưa? Mà lúc đó 11 giờ mấy mà ông này nói mình mà lão không có bồ. Có biện minh gì không em? Mọi người cũng biết là nếu mà hợp nhau thì chỉ có thể là anh em thôi. Còn đây với đây không hợp nhau mới vợ chồng được. Ok vậy. Okay giống vậy. Như Hương Tràm đã từng khẳng định qua bài hát Em Gái Mưa. Hợp nhau như vậy là chỉ là anh em thôi. Hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu. Sáng hôm sau lúc mà chuẩn bị về thì bạn này lại dắt em ra gặp một cái anh chàng khác. Anh chàng đó là ngày xưa theo đuổi bạn này. Cái hỏi là anh ơi em cưới anh này được không?
Hỏi ai? Em, à, hỏi em. Hỏi anh kia. Hỏi anh kia là cưới anh này được không? Người yêu cũ cưới được không hả? Đúng rồi. Cái ông kia phải không? Lúc đó mình cũng có tình cảm trong người mà sao mình cũng cứ nôn nôn sao á. Anh có yêu em không? Bà anh yêu em không? Hỏi ba lần. Mình tính mở miệng ra mình trả lời là có. Cái bà chuyển sang hướng khác. Tại vì em chậm quá anh chị. Em sợ bị lừa chị ơi. Hai đứa nhắn tin qua nhắn tin lại mới ngày thứ hai thôi. Bắt đầu em lúc đó em có ý định là sẽ dẫn về. Cho nên em có gọi điện cho mẹ của My. Em có nói chuyện là mẹ ơi tụi con mới quen nhau có 2 ngày thôi. Nhưng thực sự là tụi con rất là thương nhau rồi. Nói chuyện với ai? Mẹ của ai? Dạ mẹ em. Mà sao kêu bằng mẹ? Dạ đúng rồi. Mới 2 ngày kêu bằng mẹ luôn. Dạ đúng rồi kêu. Thấy cái cặp này ghê quá vậy. Rồi sao nữa? Thì nếu mà My mà có đồng ý thì mẹ có cho My ở với con ở ngoài kia không? Làm dâu không? Thì mẹ cũng nói thì lấy chồng phải theo chồng. Thì mẹ giao nó cho con rồi đó. Thì con cố gắng okay luôn. Mày gặp mặt em chưa? Nó gọi video call. Cười lắm anh, hai đứa em quen nhau đi chơi với nhau là ngày thứ bảy. Xong tới tối ngày thứ hai là hai đứa bắt đầu quen nhau rồi đó. Xong cái cả đêm hôm đó là bạn đám cưới luôn. Là tụi em đi, đi nó bị ngược ngược á. Đi từ đám cưới xong cái thấy ok chỗ đó rồi nha. Cái bắt đầu quay lại là mình sẽ sống ở đó là ok rồi. Xong cái quay lại nữa à, làm đám này nọ sao. Xong bắt đầu mới vậy bây giờ ok đó. Bây giờ mình tìm hiểu đi, nếu mà tìm hiểu ok tức là cưới liền. Hôm đó là em gọi điện cho mẹ xong xin phép là ngày mai cho lên để về nhà em. Rồi thì đêm hôm đó thì chở đi hồ con rùa chơi thì chung là không có gì quan trọng hết bình thường mình. Quan trọng là vào khách sạn. Hả? Hai ngày hả? Hai ngày. Wow. Em là em có mướn sẵn khách sạn cho bạn rồi, em chở bạn về xong rồi em cũng về nhà lưu trú thôi. Cái bà này bà chắc bà cũng muốn hại em hay sao á. Bà thử em gì đó. Bà cho là thôi tối nay anh qua ngủ với em đi. Chắc chắn là bị gài rồi. Chắc chắn là bị gài rồi. Trong nhà lưu trú thì sáng sớm 5 giờ hay 5 mấy gì đó mới mở cửa. Cái em mới kêu là thôi dù gì thì sáng mà anh cũng qua anh rước em đi. Thì thôi anh qua đây anh ngủ luôn đi để sáng mai đi chung cho nó tiện. Tiện quá. Em đồng ý ngay liền. Xong cái giờ em gom đồ qua em ở thì tắt đèn. Gây cân chuẩn bị xíu lần nữa nè. Hai người lúc đầu thì nằm hai hướng. Tắt đèn xong em lên giường. Rồi bà quay về hướng em. Em chụp thời cơ ngay, kéo lại, nâng cầm lên, hôn nhẹ một cái. Bà ấm áp ngã vào lòng em. Trời ơi. Chi tiết quá. Rồi là hai đứa ôm nhau tới sáng luôn, không ngủ được tí nào hết. Trong người nó cứ rạo rực, nó muốn làm một cái gì đó đó. Không ngủ được, không thể ngủ được. Rồi ra mắt làm sao? Phụ huynh bên đây làm sao? Cái này cũng là cái vấn đề trắc trở nữa. Thì do cái vùng miền, một bên là miền Tây, một bên là miền Trung. Thì phong tục hơn. Em dặn trước rồi, nhà em á là về là phải thưa chào đàng hoàng. Phải mở miệng nói chào bác, chào bà, chào ông gì đó. Dẫn về bà gặp mẹ em mà khớp. Không chào, không hỏi, không gì hết, cúi đầu một cái. Cái em mới nhắc. Nói thưa bác đi em. Cũng không luôn, đứng hình luôn. Rồi xong. Khớp đúng chỗ quá ha. Từ đó nguyên một ngày là không hề mở miệng nói bất cứ một cái gì hết. Trời, chứ nghĩ nhà em thì có hai mẹ con à. Cộng hết dòng họ bên ngoại em luôn được có 7 người à. Nhà ông này tính con không á nha, con ruột không 13 người rồi. Vợ chồng nó là thấy hai mấy người, ông bà già với con nó thấy 30 người. Trời, em vô em hết hồn hết vía luôn. Rồi cứ đứng cứ im luôn, không nói tiếng nào hết trơn. Em đơ cứ ngắt luôn hết. Mẹ thì mẹ thấy không có thưa chào, không có hỏi anh hỏi han ai hết. Thì mẹ không có đồng ý cho hai đứa quen nhau. Thì mẹ chỉ nói như vậy thôi. Những lần sau tụi em vẫn tiếp tục về. Tại tụi em cũng yêu xa. Em thì ở Sài Gòn, còn bạn này ở Mỹ Tho là. Thì 3 tuần là về nhà nữ và bạn gái. Và 1 tuần thì về nhà em. Lần sau về cũng không nói gì. Còn lần cuối cùng là bố em bị bệnh rất là nặng. Mà bà về bà cũng không thưa chào. Bà cũng không hở mở cái miệng ra bà nói bác có khỏe không, hoặc là bác có đau hay như thế nào không. Đó, rồi sau lần đó là mẹ tuyệt đối là mẹ cấm luôn. Sao bạn trai nó giận rồi? Nói được gì chưa? Vậy em mới tốt, em mới nghĩ đó là cái vấn đề bình thường thôi. Em nghĩ là bạn này sẽ chắc chắn là sẽ ok. Đến cuối cùng tự nhiên bị đánh giá và cái việc không có lễ phép thì rất là không có đáng. Đúng rồi. Cái bà này về bà cũng suy nghĩ sao á, bà đòi chia tay với em. Thì một hai thì em chắc chắn em nói là đây là cái cơ hội em nhất định sẽ cưới người này làm vợ rồi. Thì em cũng có nói với lại các anh chị á. Thì bạn em thì mới về thì như vậy thôi, thì có gì nhờ anh chị nói thêm với mẹ. Thì em quyết tâm là em sẽ nói chuyện thêm. Để một lần duy nhất nữa em sẽ dẫn về. Nếu mà không được thì thôi chắc là sẽ chuyển sang hướng khác. Đó, nhưng mà sau lần đó thì đến thời điểm hiện tại mẹ đã ok rồi. Mà thưa chưa, chào chưa? Dạ rồi. Sau về thì quá ok, quá ngoan hiền, quá ok. Lý do tại sao em thay đổi? Sợ anh này không cưới. Còn phía gia đình em là có chịu anh này không? Dạ chịu. Hồi đó em có nói với anh Thiện coi, em nói vậy nè.
thấy mẹ em thương anh á, mẹ em thấy tủi quá. Tại vì giống như ngoài kia người ta không có thể hiện như trong đây của em á. Trong đây thì mẹ thương thương mẹ cưng lắm, ngoài kia thì không như vậy. Cái em được khen nhất á là cái vụ là bà ngoại của My. Và cũng có tiếng là hơi khó khăn chút xíu. Mới quen có mấy ngày à, em chạy thẳng từ ngoài Bình Thuận em vào Mỹ Tho luôn. Em đi thẳng vào nhà em ở dạ con chào ngoại, bay lên sàn ngồi bóp tay bóp chân như đúng rồi đó. Em kêu dạ bây giờ tụi con thương nhau rồi, giờ ngoại có đồng ý cho con làm cháu ngoại không? Cái ngoại kêu ừ. Bà vô, ngoại em là khó nhất cái Mỹ Tho chị. Cái sàn đó là giống như một mình bà ngoại ngồi thôi, không ai đụng gì được tới dạ, ngoại luôn. Coi như không biết cây, không biết là không có tội. Vô dạ. Nhào lên luôn. Bay vô mà thương không bà không ngoại nha. Chạy mà. Hai bạn hiểu nhau hết chưa? Đã biết được tật xấu của nhau chưa? Chỉ có một tật duy nhất là ghen, mà ghen quá đáng luôn. Gọi điện không bắt máy là ghen. Đang chạy xe gọi điện, sao giờ này chưa về nữa là ghen. Mà đang chat với bả mà ngưng chút xíu thôi. Anh đang nói chuyện với ai? Nói chuyện với gái đúng không? Đó, cứ vậy thôi, chỉ có một tật duy nhất là ghen vậy thì thôi. Em nhắm em có chịu đựng nổi không? Dạ thì có một thời gian thì em cũng cảm thấy mệt mỏi về cái vấn đề này. Thì hôm đó em cũng nhẹ nhàng lắm. Từ nay đừng có bao giờ ghen nữa nha. Anh chỉ thương có mình em thôi. Rồi em nói một lần duy nhất thì từ đó giờ là cũng bớt rồi. Còn My, ngày trước lúc mà trước lúc quen ảnh á thì em ít nói lắm. Cảm giác như em là muốn cái người đó tự nhìn em rồi biết em muốn cái gì vậy, tự giác vậy đó. Còn ông này là thôi rồi, không hiểu gì hết luôn chị. Ví dụ kêu em đói là bỏ đó, kệ em nha, em ăn gì rồi thôi. Xong cái chuyện này em kêu anh đi mua cái đó ở chỗ đó cho em. Đó thì mới đi. Ngồi vậy đó. Em mong muốn đối phương thay đổi cái điều gì? Thì hiện tại em mong muốn là ghen, mà ghen đúng, ghen có chừng mực thôi. Để vì cái vấn đề đó mà xảy ra chuyện xích mích thì em không muốn. Chị Tường đây là chỉ biết chúc phúc cho hai bạn thôi. Nhưng mà thật sự chị Tường thấy như thế này, hai bạn còn rất là trẻ. Đôi khi cái tôi của mình nó cũng còn rất là lớn. Ví dụ một cái chuyện điển hình giống như cái chuyện em, mà cái chuyện thưa hay chào ba mẹ thôi. Và khi mình đã quyết định lấy chồng thì mình cũng phải có hy sinh một chút xíu để xây dựng cái mái ấm gia đình. Cho nên hai bạn cố gắng ha. Em cố gắng tỉnh gắn một chút xíu. Còn em cũng vậy, ngược lại thì ví dụ bạn gái mình mong muốn mình những cái lề mề, những cái gì đó thì mình nhanh nhanh, đặc biệt là ở nhà của mình. Thì trước hết thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ của My. Con cảm ơn mẹ đã xem con như là con trai vậy, đã yêu thương con từ ngày đầu cho đến thời buổi hôm nay và chấp nhận con và giao My cho con. Ở sau cái cây đó có ông Bụt. À, hiểu không? Cái mỗi lần là cái cây nó có cái gì á. Ừ, mỗi lần là phải vô cái cây đó. Ồ, có quà. Yeah. Trước khi em trao quà cho anh đó thì con cũng nhân sống chương trình thì con gửi đến mẹ đầu tiên là lời xin lỗi trước tiên, không chỉ riêng mẹ mà là cả gia đình luôn. Vì lần đầu tiên những thiếu sót của con, và con hy vọng rằng những thiếu sót nó sẽ không lặp lại. Con cũng cảm ơn cha bởi vì cha đã ủng hộ con 100%. Còn cái này em tặng cho anh, tại vì tánh của em với tánh của anh nó không giống nhau, không có lựa cái gì chung được hết trơn á. Cho nên cái này em tự làm, hy vọng là anh nhận. Đây là món quà bí mật của em. Đây là món quà bí mật của em. Hai đứa em ít có thời gian bên nhau lắm chị, nên cũng không có nhiều hình nữa. Đây là tất cả gia tài mà em có luôn á, em giữ lại luôn á. Toàn là hình selfie của hai đứa. Rồi ha, vậy là giữ ý rồi ha. Cảm ơn em đã chọn anh là người đàn ông sẽ đi cùng em đến cuối đời. Và cũng hôm nay anh cũng mong mọi người có mặt ở chương trình chứng giám làm vợ anh nhé. Cố gắng lên hai bạn nhé, yêu nhau đó. Dạ. Nhưng mà cái hôn nhân nên là tình yêu nó như là một cái cây hoa mình phải chăm sóc mỗi ngày. Dạ. Thì cái cây nó mới có thể tươi tốt được. Chúc hai bạn hạnh phúc.